Chào mọi người, mình là Diệu và đây là kênh sẽ giúp mọi người có thật nhiều động lực, đặc biệt là kiến thức để có thể tìm được công việc và cách kiếm tiền online riêng của mình. Mình đang trên con đường đi đến Everest Base Camp và đây là cái view núi, đồi núi. Để mình kể cho mọi người một chút về câu chuyện của mình. Thì năm 19 tuổi là lần đầu tiên mình nghe đến khái niệm là Digital Nomad, có nghĩa là những người có thể làm việc tự do ở bất kỳ nơi đâu, chỉ cần có máy tính và Internet. Rồi sau đó mình kiểu trằn trọc vài tháng để suy nghĩ là ok, mình có hai lựa chọn là tốt nghiệp ra trường và làm công việc văn phòng như là ba mẹ hay là tất cả mọi người suy nghĩ, và mình cũng suy nghĩ là sẽ như vậy, hoặc là kế hoạch B, có nghĩa là mình sẽ cố gắng hết sức để trở thành một digital nomad, làm việc online và sống một cuộc đời mà mình rất rất khao khát, được trải nghiệm mọi thứ, được đi du lịch, được làm mọi thứ mà mình mong muốn, được học những gì mình muốn mà không bị gò bó trong văn phòng. Và mình quyết định là mình sẽ đánh cuộc và mình sẽ quyết tâm đi theo con đường đó. Thì sau 6 năm trời ròng rã, mình đã trải qua rất là nhiều công việc online, từ dịch thuật, dạy tiếng Việt, dạy tiếng Anh online, sau đó là quản lý website, làm SEO, thiết kế và thậm chí là sáng tạo nội dung, quản lý mạng xã hội. Mình làm mọi thứ trong vòng 6 năm và kinh nghiệm của mình trong 6 năm đó đã giúp cho mình có một công việc online là quản lý thương hiệu. Có nghĩa là mình làm, mình sẽ hỗ trợ khách hàng của mình từ việc tạo ra website, tạo ra các nội dung trên mạng xã hội của họ, thậm chí là các cửa hàng online để bán sản phẩm của mình luôn. Và sau một thời gian thì mình nhận ra, wow, trong cái quá trình này mình phát hiện có rất là nhiều tiềm năng mà tất cả mọi người, thậm chí là những người Việt như chúng ta có thể tiếp cận để phát triển công việc online của mình. Và đó là lý do vì sao mình lập kênh YouTube này, để muốn chia sẻ lại với mọi người những kiến thức liên quan tới mảng làm việc và kiếm tiền online. Mình chia công việc online và kiếm tiền online thành 3 mảng. Đầu tiên là những cách mà bạn có thể tận dụng thời gian rảnh của mình, giống như xem video, làm khảo sát để có thể kiếm thêm một chút xíu tiền tiêu vặt, nó phù hợp cho tất cả những bạn sinh viên hoặc là những người nội trợ. Cách thứ hai là làm cách nào để chúng ta có thể ứng dụng những công nghệ mới nhất để tạo ra các hình thức kinh doanh online và có thể giúp chúng ta tạo ra nguồn thu nhập thụ động. Và điều thứ ba là mình muốn giới thiệu cho các bạn những cái kỹ năng cốt lõi nhất mà mọi người cần phải có để có được một công việc online thông qua một cái series mình gọi là Review Online Job. Và nếu như các bạn cũng yêu thích việc du lịch và học ngôn ngữ như mình thì chúng ta cũng cùng hỏi cùng thuyền. Mình rất hy vọng đây là một kênh vô cùng hữu ích cho mọi người và nhớ nhấn đăng ký kênh, biết đâu bạn có thể tìm ra một cách để kiếm thêm thu nhập thụ động thì sao? Bye bye!